Ba xuất sắc bằng vốn ngày nay nhóm miền tây này mình tính túi bằng vốn mà nhóm bạn một mơ cả lại ring cô được cầm cung được cầm bằng vốn mà hai tỷ lần cứ mình tin nhiều còn cái bằng vốn mà đam mê nhóm tay tay mà mơ bị bị đòn hơi mình tay nơi tại mình tìm nhiều bằng phôn mà về lớn cứ cởi cầm phong cái cạp nâng ấy bằng phôn mà hay nơi cái lại bảy bằng phôn là nó cứ cái lại tập bờ bằng phôn tập bờ là một tia là bỏ nhầm nâng ấy và hay về nó nhầm ban dọc sang cái xe môi và đặt cái lờ nào bằng phôn mà đời sai cứ để bắt bọn cứ cái đai khăng nha bọn con ba cái đai lo đó cái ba rin cô nó lần cái chuom chuom mà bọn con ba nó tí chi bộ rọ mặt bọn chúng nó cứ bạn đặt tin này ở con của rin cô bọn con ba nó phải lấy nó cần miền này chi khi khai cái lá bọn con ba không lương mình tên một con ha không mới phần phần mì ta ha một con mà anh miền chưa đôi mì chẳng ấy nên cứ chia tên tập hiệp mà rin cù nâng bồn bàn mà mùi tửng một con mà nên cứ chia sao hiệp poke bàn mùi tửng này lờ chẳng đấy nhưng mà con này nhóm bàn bồn đặt ít ngày một con trên một cái cáo nhầm tay các bộ tục xâm rạp ở cô là nâng riêng cô lấy những bóng phôn ba chẳng đây là cái mình sẽ thông mấy bóng phôn ba chẳng đây là cứ riêng tối mình chẳng tới sẽ được tâm lại tới cụ trọng bình nhé bóng phôn ba bà chi mình chọc mấy cái mát xôm ở quần đó bóng phôn đã bán cho mấy video bọc nhóm bạn và nhóm bạn xong ở quân đó nhận đại trong trò đó chỉ có sporting go và xong mỗi bọc vốn nhìn này dù vên hay là nhìn sức hiệp lọ và xong ở quân